Ok. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5. Bên này chúng em nhận đơn hàng của anh Trọng. Lời đầu tiên em xin thay mặt bên Azika xin cảm ơn anh Trọng rất là nhiều, anh ở Quế Võ Bắc Ninh. Với cái đơn hàng của anh đó là một con Super WeWood màu đỏ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Con này thì đợt vừa rồi chúng em hết hàng thì anh Trọng anh rất là kiên nhẫn chờ đợi, cũng phải cảm ơn anh Trọng rất là nhiều. Phải khẳng định được là con Super WeWood này nó đã hoàn toàn chinh phục anh Trọng cũng rất là nhiều các bạn khách hàng. Anh Trọng anh chờ một tháng khi sản phẩm bắt đầu mới về từ đây. Bản này đấy các anh em có thể thấy đây, 2012R là bản đỏ. Em ơi, mở cho anh, mở ra cho anh. Dòng này là dòng về, các bác anh em có thể thấy thùng xốp của nó yên tâm, gửi hàng đi xa hoàn toàn yên tâm. Đấy. Xốp của nó chèn đây. Con này thì em cũng làm rất là nhiều video mở hộp ra rồi. Thì bên trong em cố gắng nhấc ra một tí. Thì cái phụ kiện đi kèm ở bên trong nó sẽ có một sợi dây nguồn và chân. Vì con này cẩn thận nó rơi nhé. Anh Nghi bốc khéo bốc hộ cho em nó không có nó rơi. Thôi để anh Nghi có điểm cầm. Đấy, em đổ luôn ra nền. Ok, như em vừa nói đấy, phụ kiện đi kèm là một dây cáp này và những cái chân này thì em sẽ không lắp vào đâu nhá, không để rồi đóng test thôi, test qua xong rồi đóng trả lại để cho cậu ship lên Bắc Ninh cho anh. Ok, em bê sang bên kia lấy nguồn nhạc cho anh. Đây là nó có những cái ốc chờ bắt chân nhé, chúng ta sẽ bắt chân và đây là cái lỗ thông hơi dẹp, lật nó bê lên lật nó lại. Ok, vừa rồi thì anh em chúng em cũng mở hộp thì hiện tại đang ghép nối thành công con Super WeWood bản màu đỏ này cho các anh em chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc sôi động cũng như là nghe cái chất âm trầm của nó đánh ra. Đối bản này đánh ra rất là sâu nhé các anh em nhé. Chân đế đây, chúng em đã lắp hoàn chỉnh chân đế vào. Cái chân đế này các anh em có thể nhìn thấy đây, chúng ta có thể tăng giảm được cái kích cỡ của chiều cao chân đế đây. Bát đánh rất là sâu vào uy lực, cái áp suất âm thanh cũng như là cái áp lực của nó đánh ra vô cùng mạnh. Đặc biệt con này bát 30 nhưng công suất nó đạt đến mức 500W. Màu vân gỗ đẹp sang trọng màu đỏ. Màu đỏ này nó đến ngày hôm qua bắt đầu mới về được hàng. Thì chậm mất của bác khách hàng này của chúng em ở Bắc Ninh này của chúng em là một tháng. Rất là cảm ơn bác kiên nhẫn chờ đợi bởi vì cái bản này nó quá tuyệt vời. Hay, đẹp, sang trọng. Ok, giờ em sẽ dừng video nhé để đóng hàng cho anh. Con Super WeWood màu đỏ 2012. Tất cả mọi nhu cầu về mua sắm thì các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bên chúng em theo cái số hotline của công ty. Đó là 0963889192, gặp trực tiếp Mr. Thanh. Hoặc đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng em luôn luôn chào đón các anh em đến với showroom của Zika Audio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.